Bà Lý xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bản tin Hoàng Thiện Đốn hôm nay thứ Bảy 30 tháng 7 năm 2011. Xin kính gửi đến quý vị những vấn đề liên quan đến mức nợ trần quốc gia qua bài nhận định của bà Jackie Bong. Kể đến chị Trầy gây quỹ tại lễ trai đàn trận tế giải oan bạc độ do Hội Phật giáo Mỹ Châu chủ Hòa Nghiêm sẽ tổ chức vào dịp lễ Vu Lan qua bài tường trình với Minh Thúy. Và sau cùng xin kính mời quý vị đón xem chương trình sinh hoạt hàng tháng của Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam vùng Hòa Thiện Đốn. Trước hết xin kính mời quý vị theo dõi bài nhận định của bà Jackie Bong. Jackie Bong xin kính chào quý vị và nhận định về mức nợ Hoa Kỳ đến chỗ bế tắc. Khi bước vào Thế chiến thứ nhất, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đồng ý thông qua mọi khoản vay nợ với điều kiện là tổng số nợ không vượt quá một giới hạn đã dự định. Khoản 1 điều 8 Hiến pháp Mỹ quy định rõ Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền quyết định về việc giới hạn mức trần nợ. Khi các quốc gia tình nguyện mua chứng khoán và trái phiếu của Mỹ thì họ là chủ nợ và Hoa Kỳ phải trả tiền lãi cho họ. Đến nay, món nợ quốc gia lên tới 14.460 tỷ Mỹ Kim, tương đương với 98% của GDP, tức là tổng sản phẩm nội địa về tiền chi và thu quốc gia lên đến 14.660 tỷ Mỹ Kim. Mỹ phải trả tiền lãi 414 tỷ mỗi năm và trong năm 2010 trên số nợ khổng lồ 14.460 tỷ này. Ngày 2 tháng 8, trong vài ngày nữa là hết hạn phải trả nợ. Nếu không muốn vỡ nợ thì phải nâng mức trần nợ cao hơn, debt ceiling. Có hai cách để giảm bớt nợ và cân bằng ngân sách. Một là giảm chi ngân sách dành cho phúc lợi xã hội mà đảng Cộng Hòa đòi hỏi. Hai là tăng thu mà đảng Dân Chủ đòi đánh thuế cao vào người giàu. Căng thẳng giữa hai bên càng lên cao trước những bất đồng này. Nếu họ không sớm giải quyết thì Hoa Kỳ bị lạm phát và mức nợ sẽ gia tăng. Ngoài ra, nhiều thảm họa về kinh tế sẽ xảy ra nếu thị trường trái phiếu Mỹ rơi vào hoảng loạn và nguy cơ lãi suất sẽ tăng cao độ. Việc này cũng sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến các quốc gia chủ nợ Hoa Kỳ vì họ sẽ mất tài sản lớn nếu trái phiếu Mỹ mất giá, đem đến việc đồng đô la sụp đổ và các hoạt động của chính phủ sẽ bị tê liệt vì không hội đủ 125 tỷ Mỹ Kim mỗi tháng để trả chi phí cho quốc gia. Ngoài ra, các quốc gia trên thế giới cũng sẽ bị ảnh hưởng đến nền kinh tế của họ. Trong quá khứ, Quốc hội Hoa Kỳ đã đồng ý nâng trần nợ quốc gia lên tất cả 16 lần dưới thời Tổng thống Reagan và 7 lần trong 8 năm Tổng thống George Bush cầm quyền khi khởi đánh hai trận giặc với Iraq và Afghanistan. Kỳ này, đảng Cộng Hòa tỏ ra khắt khe vì họ kèm theo điều kiện cắt bớt chi tiêu của chính phủ liên bang để giảm bớt thâm hụt ngân sách. Đảng Dân Chủ cho đó là một đòn chính trị để Tổng thống Obama bị đẩy vào thế kẹt, không có giải quyết được món nợ quốc gia nên sẽ mất uy tín và bị loại trừ không được đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Ngày 25 tháng 7, Thượng nghị sĩ Boehner của phe Cộng Hòa muốn Quốc hội biểu quyết nâng cao trần vay nợ lên 1.2 tỷ Mỹ Kim trong năm 2012 và 1.8 tỷ Mỹ Kim trong năm 2013 và cắt giảm 1 tỷ tiền chi phí quốc gia. Còn Thượng nghị sĩ Reid của Đảng Dân Chủ giảm chi tiêu 2.7 tỷ trong 10 năm và không tăng thuế cho các nhà tỷ phú từ nay đến năm 2013. Hiện nay, hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ không ai chịu thua ai cả, nên thương thuyết đi đến bế tắc vì không ai chịu nhượng bộ ai. Thị trường chứng khoán kỳ hạn ở Mỹ giảm giá, trong lúc đó giá vàng tăng tới mức kỷ lục và giá dầu giảm khoảng 1 đô la. Cả thế giới đang chờ xem coi các nhà lãnh đạo quốc hội có đạt được thỏa thuận gì không. Nhiều người cho đây là một đòn chính trị hạ cấp
và cho thấy là những nhà lập pháp không giải quyết nổi bài toán có thể đem đến hậu quả tsunami cho mỗi cá nhân của 311 triệu công dân quốc gia Mỹ đứng hạng 3 dân số trên thế giới. Jackie Bong xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, vào cuối tuần qua, Hội Phật giáo Mỹ Châu Chùa Hoa Nghiêm đã tổ chức tiệc chay gây quỹ, đại lễ trai đàn trợ thế giải oan bạc độ. Và sau đây xin kính mời quý vị theo dõi bài phóng sự do Minh Thúy thực hiện. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Vào lúc 5 giờ chiều ngày Chủ nhật, 24 tây tháng 7 năm 2011, Hội Phật giáo Mỹ Châu thuộc Chùa Hoa Nghiêm tại thành phố Fort Beaver, Virginia đã tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ cho đại lễ trai đàn chẩn tế giải oan bạc độ tại nhà hàng Harsus Moon thuộc thành phố Fort Church, Virginia. Minh Thúy xin kính mời quý vị theo dõi phần phóng sự sau đây. Chúng tôi hôm nay tổ chức cái buổi công gây quỹ để chuẩn bị cho cái ngày lễ đại trai đàn chẩn tế được tổ chức tại Chùa Hoa Nghiêm vào ngày 6 và 7 tháng 8 năm 2011. Bởi vì cái buổi lễ này rất là trang trọng và quy mô, vì thế đó là chúng tôi phải cần một số tịnh tài để lo chu đáo cho cái buổi lễ được hoàn mãn. Chương trình bắt đầu với lời chào mừng quan khách và giới thiệu chương trình của ông Nguyễn Xuân. Xin được phép là điều hợp viên trong chương trình tối hôm nay. Sau bản nhạc Phật giáo Việt Nam do các Phật tử trong chùa đồng ca là lời chào mừng của thầy chủ trì Thượng tọa Thích Kiến Khai. Phật tử Thích Kiến Khai xin kính chào mừng quý vị đã đến tham dự công việc hôm nay. Đạo đồng thật trái đàn chẳng tế là một cái lễ để mà cứu vớt những cái âm linh vất vượng bơ vơ không có nơi nương tựa. Bây giờ mình phải tổ chức cái trai đàn chẳng tế để mà mình cầu nguyện nhờ Phật độ giúp cho họ để siêu thoát, thức tỉnh họ để siêu thoát. Chùa chọn ngày lễ Vu Lan để làm đại lễ trai đàn chẳng tế vì lễ Vu Lan là có cái ý nghĩa của Đức Mục Kiền Liên. Hồi xưa có người mẹ ăn ở không được hiền lành cho lắm, vì vậy khi người mẹ qua đời thì Đức Mục Kiền Liên đã nhờ Đức Phật cứu độ, và Đức Phật đã cho một ngày đặc biệt là mùa Vu Lan, tức là mùa tháng 7, mà đặc biệt là ngày rằm tháng 7, để tất cả các cửa ngục đều được mở ra cho các hương linh được hưởng lời lạc. Hôm nay là buổi tiệc để gây quỹ lập cái trai đàn chẩn tế trong ngày 5 và 6 và 7 tháng 8 năm 2011. Mục đích của trai đàn chẩn tế là chúng tôi khi mà mình đã là người sống cuộc đời cho dương thế này thì mình nghĩ đến những người âm, là những người mà đã chết oan, chết tù nhục, chết trần địa mà không có nơi thừa tự, và cũng như là những người chết oan ở trên bãi biển, vượt biển, và những người mà bị hư thai, sẽ thay chẳng hạn, những cái oan hồn đó không bao giờ được siêu thoát. Vì vậy chúng tôi phải nghĩ đến những người âm, là những người mà đã chết một cách oan uổng, và chúng tôi cầu siêu bạc độ cho họ để cho họ đứng có cơ hội để nghe kinh nghe kệ, để được tu tập chuyển hóa để giải thoát. Trong sinh hoạt nhân gian, nền văn hóa Việt Nam, tháng 7 là tháng mưa ngâu, những nhịp cầu ô thước qua dải ngân hà cho những tâm hồn lẻ loi cô độc. Thế nên tháng 7 là tháng giải cứu cho những oan hồn đang chịu mọi cực hình trong chốn địa ngục. Vì thế, Chùa Hoa Nghiêm đã quyết định tổ chức đại lễ Vu Lan, khóa tu học, báo hiếu cùng trai đàn giải oan bạc độ, chẩn tế cho các âm linh, cô hồn vào ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 8 năm 2011. Và tôi cũng đến chùa là mục đích là tuổi đã lớn rồi, về hưu, để dìu dắt con cháu, thế hệ của tôi và thế hệ thứ nhì, thế hệ thứ ba, là tôi đã đem các cháu đến chùa Hoa Nghiêm và học tiếng Việt, học Phật Pháp, và các cháu đã nhiều tầng lớp đã đi đến học rồi. Bây giờ để tiếp tục đến tầng lớp nhỏ nữa thì bà cháu cứ lái xe đi về chùa Hoa Nghiêm. Ban tổ chức cũng mong sự quan lâm của quý đồng hương
cùng các Phật tử khắp nơi đến tham dự khóa tu học và cầu nguyện cùng để giúp cho đại lễ được trang nghiêm, trọng thể và khích lệ cho những Phật tử trên bước đường tu học và phụng sự đạo pháp. Quý vị vừa theo dõi phần phóng sự của buổi tiệc chay gây quỹ do chùa Hoa Nghiêm tổ chức. Minh Thúy xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Nhân dịp mừng đệ tam chu niên bản tin Hoa Thịnh Đốn, kính mời quý đồng hương tham dự dạ tiệc văn nghệ và dạ vũ vào lúc 6 giờ chiều Chủ nhật 31 tháng 7 năm 2011 tại nhà hàng Thần Tài, số 6249 Arlington Boulevard, Seven Corner Center, Fontes, Virginia. Chương trình văn nghệ chủ đề hướng về quê hương Việt Nam với sự hiện diện đặc biệt của nhạc sĩ Nguyệt Ánh và những tác phẩm mới nhất, dạ vũ với ban nhạc The Spotlight. Giá vé bảo trợ là 35 Mỹ Kim một vé, vé VIP 500 Mỹ Kim một bàn. Vé có bán tại Thẩm mỹ viện Ngọc Minh trong khu Eden Center. Điện thoại số 703-237-3999 hoặc 703-237-3599. Để biết thêm chi tiết xin liên lạc với Võ Thành Nhân, số điện thoại 301-257-8496. Trong tinh thần phục vụ quý đồng hương về y tế và an sinh xã hội, Hội Y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ sẽ tổ chức ngày hội chợ sức khỏe với sự hợp tác của hơn 20 hội đoàn trong vùng. Từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, Chủ nhật 7 tháng 8 năm 2011, tại Northern Virginia Community College, số 8333 Little River Turnpike, Annandale, Virginia. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc bác sĩ Trần Văn Sán ở số điện thoại 703-241-8811, ông Đỗ Hồng Anh, số 703-373-9333. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn sẽ trở lại với quý vị chương trình sinh hoạt hàng tháng của Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn. Sau phần thông tin thương mại, xin mời quý vị đón xem.